Bộ Y tế cũng vừa có công văn hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 trong các cơ sở giáo dục được hướng dẫn như sau. Khi có trường hợp F0, chuyển ngay F0 xuống phòng cách ly tạm thời của trường, thông báo cho trạm y tế, cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ trường học để ngay lập tức đến xử lý cùng. Với lớp học có học sinh F0, tổ chức điều tra xác định các trường hợp F1, xét nghiệm kháng nguyên nhanh và ngay cho toàn bộ học sinh của lớp đó. Nếu trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì được xác định là F0 và xử lý theo quy định. Học sinh không phải là F1 và kết quả xét nghiệm âm tính thì đi học trở lại bình thường. Với những học sinh là F1 và kết quả xét nghiệm âm tính thì cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 5 ngày với những học sinh đã tiêm đủ ít nhất là 2 liều vaccine phòng COVID-19, 7 ngày với trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Sau khi xác định đối tượng là F1, cho học sinh không phải là F1 di chuyển sang lớp học dự phòng và khử khuẩn toàn bộ lớp học.